là con sông này là chắc chắn một điều là mấy ông Phật là ít khi đi. Ôi, rất là hoang vu, rất là hoành tráng, đẹp. Sông cầu nước chảy lơ thơ đấy. À, nhưng mà là đi ở phía bên kia sông cơ. Đi đây, từ chùa Bổ Đà về. Đây.